Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Gặp thời phất mạnh, tiền bạc ùa về, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch 2024, trúng mánh bất ngờ, trúng số liên tiếp, tài lộc về như mưa, giàu có hết phần thiên hạ. Quý anh chị Nhâm Tý thân mến, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại quý anh chị Nhâm Tý 1972. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp quý anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý anh chị Nhâm Tý 1972 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý anh chị sẽ góp phần lớn lao đến đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi. Công đức vô lượng này xin được hồi hướng đến toàn thể quý anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng, chắt lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý bản mệnh, về tử vi 12 con giáp cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác để mang đến cho quý anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong quá trình truyền đạt thông tin thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót, và nếu có chỗ nào không phải thì mong quý anh chị Nhâm Tý 1972 thông cảm, hoan hỷ và đồng hành cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, để giúp ích cho đời và cộng đồng tử vi Việt ngày một phát triển. Nếu quý anh chị mong muốn biết thêm chi tiết về mình thì hãy để lại thông tin cụ thể bên dưới phần bình luận. Đội ngũ biên tập kênh sẽ gửi đến quý anh chị Nhâm Tý 1972 thông tin cụ thể đầy đủ nhất. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của quý anh chị. Quý anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời, giúp người quý anh chị Nhâm Tý 1972 nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của quý anh chị. Và ngay sau đây, không để quý anh chị Nhâm Tý 1972 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời quý anh chị cùng lắng nghe. Ăn lộc tổ tông, thầy Tử Vi thấy rõ, 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, đụng trúng hố vàng, đổi đời giàu có, tiền chất cao hơn núi trong tháng 3 âm này. Và đầu tiên là luận giải tổng quan về tử vi của quý bản mệnh Nhâm Tý sinh năm 1972 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này. Theo luận giải mới nhất của tử vi 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 thì tuổi Nhâm Tý sẽ trải qua một khoảng thời gian đầy sôi nổi, hăng hái và may mắn. Nhâm Tý có tinh thần vượt qua khó khăn, đối mặt với thử thách, chấp nhận sự khác biệt. Nhâm Tý rất luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. Điều này cho thấy Nhâm Tý đang kiểm soát vận mệnh của mình và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì. Tháng này, Nhâm Tý được chính tài chiếu cố sẽ mang lại cho Nhâm Tý nhiều cơ hội làm ăn phát đạt. Nhâm Tý cũng rất chuyên cần cù và bền bỉ trong việc tận dụng những vận may này, và họ sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Nhâm Tý luôn sẵn sàng làm việc, không ngại vất vả, không ngại khó khăn. Tháng này cũng là thời điểm thuận lợi để tuổi Nhâm Tý triển khai những dự án và ý tưởng mà bản thân đã ấp ủ từ lâu. Nhâm Tý rất ham muốn học hỏi, khám phá những kiến thức mới mẻ và áp dụng chúng vào cuộc sống của mình. Nhâm Tý sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị và có ít khi Nhâm Tý dám làm những điều chưa từng làm. Tuy nhiên,
quý bản mệnh Nhâm Tý cũng cần lưu ý đến sức khỏe của mình trong tháng này nhé. Vì có ngũ quỷ quấy nhiễu, có thể Nhâm Tý không nhận ra được sự ảnh hưởng của nó ngay lập tức, nhưng nó đang dần gây tổn hại cho cơ thể của Nhâm Tý. Vì thế, Nhâm Tý nên đi khám bác sĩ theo định kỳ và chăm sóc bản thân tốt hơn. Ngoài ra, Nhâm Tý còn có nguyệt lệnh thay giúp Nhâm Tý giao tiếp với mọi người dễ dàng, vui vẻ hơn. Nhâm Tý có nhiều duyên lành trong các mối quan hệ, nhất là nơi công sở. Nhâm Tý còn biết cách tạo không khí thoải mái, hài hước cho những người xung quanh mình. Điều này sẽ khiến họ cảm thấy thân thiện và gần gũi với Nhâm Tý. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý anh chị Nhâm Tý cùng lắng nghe những dự ngôn, luận chi tiết về những dấu hiệu liên quan đến các phương diện, bao gồm sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Vậy bước sang tháng mới thì quý bản mệnh Nhâm Tý sẽ đón nhận những khó khăn và thử thách gì? Và làm cách nào tận dụng những cơ hội để sớm ngày đạt được cuộc sống giàu sang, hạnh phúc viên mãn? Thì xin mời quý anh chị Nhâm Tý cùng lắng nghe nhé. Ăn lộc tổ tông, thầy tử vi thấy rõ 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, đụng trúng hố vàng, đổi đời giàu có, tiền chất cao hơn núi trong tháng 3 âm này. Về phương diện tài lộc, và với sự hỗ trợ của sao cửu tử, vì thế bản mệnh Nhâm Tý sẽ có một tháng 3 âm lịch năm 2024 vô cùng thuận lợi trong công việc và tài chính. Nhâm Tý đã chuẩn bị kỹ càng và nỗ lực rất nhiều để đạt được những mục tiêu của mình đề ra. Và bây giờ là lúc Nhâm Tý sẽ có được thu hoạch và những thành quả xứng đáng. Không chỉ có thu nhập ổn định, mà Nhâm Tý còn có thể tìm thấy những cơ hội mới để phát triển sự nghiệp và tăng thêm nguồn thu nhập. Nếu Nhâm Tý đang có ý định khởi nghiệp hay mở rộng kinh doanh, thì đây sẽ là thời điểm lý tưởng để Nhâm Tý thực hiện. Nhâm Tý sẽ được những người hợp tác tốt, những khách hàng tiềm năng và những dự án hấp dẫn. Nhâm Tý cũng có thể bắt đầu một công việc phụ nào đó để tận dụng thời gian rảnh rỗi và khai thác thêm các kỹ năng của mình. Cho dù ban đầu có gặp khó khăn hay không kiếm được nhiều tiền, nhưng Nhâm Tý hãy kiên trì và tin tưởng vào khả năng của mình, vì trong tương lai thì Nhâm Tý sẽ có được thành công lớn. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không nên quá ham muốn tiền bạc nhé, mà bỏ qua những giá trị khác trong cuộc sống. Nhâm Tý cần cân bằng giữa công việc và gia đình, giữa tiết kiệm và chi tiêu, và Nhâm Tý không nên mua sắm quá đà hay vung tiền vào những việc không cần thiết. Nhâm Tý cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình, tránh làm việc quá sức hay thiếu ngủ. Nhâm Tý hãy biết trân trọng những điều Nhâm Tý đã có và chia sẻ niềm vui với những người xung quanh. Theo tử vi 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024, thì tuổi Nhâm Tý chính tài sẽ mang lại cho Nhâm Tý một niềm vui bất ngờ. Có thể là một khoản tiền lớn, một món quà giá trị hay là một điều ước thành hiện thực. Nhâm Tý hãy biết nắm bắt cơ hội này và biểu lộ lòng biết ơn của mình. Đây là một khoảng thời gian rất may mắn cho Nhâm Tý. Nhâm Tý hãy tận hưởng nó và làm cho cuộc sống của mình thêm phong phú và ý nghĩa nhé. Về phương diện công danh, sự nghiệp. Trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 là một khoảng thời gian đặc biệt đối với quý bản mệnh Nhâm Tý. Nhâm Tý có cảm giác rằng mình đang trải qua một giai đoạn biến đổi tích cực khiến cho cuộc sống của Nhâm Tý trở nên tươi sáng và hạnh phúc hơn. Đó là nhờ vào sự ảnh hưởng của nguyệt lệnh Lâm Thai. Đây là một sao tốt mang lại may mắn và thành công cho Nhâm Tý. Nguyệt lệnh Lâm Thai là sao chiếu mệnh có ý nghĩa rất quan trọng trong phong thủy. Nó biểu thị cho sự sinh sôi, phát triển và thịnh vượng của mọi sự. Khi mà sao này xuất hiện, bản mệnh Nhâm Tý vì thế sẽ có nhiều cơ hội và thuận lợi để thực hiện những ước mơ và mục tiêu của mình. Nhâm Tý cũng sẽ có được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ những người xung quanh, cũng như được công nhận và khen ngợi cho những thành tựu của mình. Trong tháng 3 âm lịch năm 2024 này, Nhâm Tý sẽ được hưởng lợi lớn từ nguyệt lệnh Lâm Thai, đặc biệt là trong lĩnh vực sự nghiệp. Nhâm Tý sẽ có được những bước tiến vượt bậc, khiến cho đồng nghiệp và cấp trên phải ngưỡng mộ và tôn trọng. Nhâm Tý sẽ thể hiện được khả năng chịu trách nhiệm cao, luôn chủ động và tích cực trong công việc. Nhâm Tý không ngại khó, không né tránh thách thức, mà bản mệnh luôn tìm cách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và sáng tạo. Không chỉ vậy, Nhâm Tý còn là người có tinh thần đồng đội tốt và luôn sẵn lòng hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm cho những người khác. Nhâm Tý không ích kỷ hay ganh đua, mà luôn mong muốn cùng nhau phát triển và thành công. Đây là điểm cộng rất lớn cho Nhâm Tý trong mắt của cấp trên và đồng nghiệp. Nhâm Tý sẽ được nhiều người biết ơn và quý trong thời gian này. Để tận dụng tối đa nguyệt lệnh Lâm Thai, thì bản mệnh Nhâm Tý cần chú ý đến những công việc có yêu cầu chi tiết và tỉ mỉ. Nhâm Tý nên kiểm tra kỹ các số liệu, hợp đồng, báo cáo hay tài liệu liên quan trước khi người đi hoặc khi ký kết. Nếu Nhâm Tý có thể kiểm soát được những chi tiết này,
Nhâm Tý sẽ không phải lo lắng về kết quả tổng thể nữa. Ngoài ra, Nhâm Tý cũng nên duy trì thái độ khiêm tốn và lịch sự trong giao tiếp nhé. Nhâm Tý cũng không nên tự mãn hay là kiêu ngạo vì sự thành công của mình, mà nên biết ơn và tôn trọng những người đã giúp đỡ Nhâm Tý. Nhâm Tý cũng nên tránh những tranh cãi hay xung đột không cần thiết, mà nên hòa nhập và hợp tác với mọi người. Nhìn chung, 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này sẽ là một khoảng thời gian rất thuận lợi cho quý bạn mệnh Nhâm Tý đó. Trong sự nghiệp thì Nhâm Tý sẽ có được những bước tiến vượt trội khiến cho Nhâm Tý cảm thấy tự hào và hạnh phúc. Đó là kết quả của sự nỗ lực và cố gắng của Nhâm Tý trong thời gian qua. Nhâm Tý hãy tiếp tục duy trì phong độ này và tận hưởng những phúc lợi mà Nguyệt lệnh Lâm Thai mang lại cho Nhâm Tý. Về phương diện sức khỏe, quý bản mệnh Nhâm Tý là một con giáp có tính cách năng động, sáng tạo và ham học hỏi. Trong tháng 3 âm lịch này thì quý bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng và đam mê của mình. Và trong công việc thì Nhâm Tý sẽ không ngại khó, không ngại vất vả, luôn tìm kiếm những thách thức mới để phát triển bản thân. Đây là một điểm cộng lớn cho sự nghiệp của Nhâm Tý, giúp Nhâm Tý gặt hái được nhiều thành công và khen ngợi. Tuy nhiên bên cạnh đó, Nhâm Tý cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình đó. Vì bản mệnh đang quá mạt mê theo đuổi ước mơ, Nhâm Tý vì thế dễ quên mất rằng cơ thể của Nhâm Tý cũng có giới hạn. Nhâm Tý không thể làm việc liên tục mà không có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Nếu không, Nhâm Tý sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức và suy nhược, mà làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc và cuộc sống. Vì vậy, Nhâm Tý nên học cách sắp xếp thời gian hợp lý nhé. Để mà có đủ khoảng nghỉ ngắn trong ngày làm việc, Nhâm Tý cũng nên ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, uống nhiều nước, tập thể dục thường xuyên để duy trì sức khỏe tốt. Đặc biệt trong điều kiện thời tiết của tháng 3 âm lịch thì Nhâm Tý cần phải tăng bài tiết đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, chú trọng tăng cường sự trao đổi chất của phế tỳ và thận để đảm bảo thải độc tố qua mồ hôi, đại tiểu tiện. Ngoài ra, Nhâm Tý cũng không nên quên mất rằng gia đình là nơi quan trọng nhất trong cuộc sống của Nhâm Tý. Sức khỏe của những người thân yêu xung quanh Nhâm Tý cũng là vấn đề mà Nhâm Tý phải quan tâm trong thời gian này, nhất là người lớn tuổi trong gia đình. Minh Đường Tử Vi thấy rất dễ bị bệnh, thậm chí phải nhập viện. Nhâm Tý hãy dành thời gian để chăm sóc họ và an ủi họ, cũng như giúp đỡ họ khi cần thiết. Thì đừng để công việc chiếm quá nhiều thời gian của Nhâm Tý mà bỏ bê gia đình. Bản mệnh Nhâm Tý là một con giáp mà có nhiều tiềm năng và khát vọng trong cuộc sống. Nhưng để có thể thành công và hạnh phúc, Nhâm Tý cần phải cân bằng giữa công việc và sức khỏe, giữa bản thân và gia đình nhé. Minh Đường Tử Vi chúc Nhâm Tý có một 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch 2024 thật nhiều bình an và mạnh khỏe. Về phương diện tình cảm, gia đạo, theo luận giải mới nhất về tử vi 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Tý dự báo rằng tháng này mang lại niềm vui cho Nhâm Tý trong lĩnh vực tình cảm. Nhờ tam hợp, cho nên Nhâm Tý sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người có duyên phận với mình. Đây là thời điểm lý tưởng để Nhâm Tý tích cực hơn trong việc tham gia các hoạt động xã hội, mà mở rộng quan hệ bạn bè và đối tác, tăng khả năng gặp được người phù hợp với mình. Nhâm Tý lúc này có thể gặp được người ấy ở những nơi không ngờ tới, như trong một buổi tiệc, một cuộc họp hay một chuyến du lịch. Và với các cặp đôi đang có mâu thuẫn hay xích mích thì Nhâm Tý không nên quá lo lắng hay căng thẳng. Chỉ cần Nhâm Tý biết giữ lời hứa chung thủy và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng tích cực thì Nhâm Tý sẽ nhận được sự bao dung, đón nhận và yêu thương từ một nửa của mình. Bản mệnh hãy cùng nhau nói chuyện, lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn nhé. Nhâm Tý sẽ thấy mọi vấn đề đều có thể được giải quyết. Mọi thứ sẽ trở về bình yên, hạnh phúc và vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Và nếu đã có đôi có cặp, thì mối quan hệ giữa hai người sẽ ngày càng gắn bó và ổn định. Dù bận rộn với công việc hay cuộc sống, thì hai người vẫn luôn dành thời gian cho nhau, quan tâm và chăm sóc nhau. Nhâm Tý cũng rất quý trọng và biết ơn cách mà người ấy yêu thương và đối xử tốt với mình. Nhâm Tý lúc này hoàn toàn có thể cùng người ấy lên kế hoạch cho những chuyến du lịch hay là những dự định lớn trong tương lai. Và dường như trong thời gian này có điều gì đó đang âm thầm, ấp ủ và sẽ thay đổi cuộc sống của tuổi Nhâm Tý theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Có thể là một tin vui trong gia đình, một cơ hội nghề nghiệp hay là một bước tiến mới trong tình cảm. Nhâm Tý cần thêm nguồn lực để giúp Nhâm Tý tận dụng cơ hội tốt đẹp đang đến với mình. Bản mệnh lúc này hãy tự tin và chủ động trong việc theo đuổi ước mơ và hạnh phúc của mình nhé. Thưa quý anh chị Nhâm Tý sinh năm 1972 thân mến, một năm có 12 tháng và mỗi tháng lại có rất nhiều ngày. Trong đó, mỗi người trong chúng ta lại sinh vào những giờ ngày tháng khác nhau. Vậy tháng sinh có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người như thế nào?
thì ngay sau đây sẽ là một phần đặc biệt mà Minh Đường Tử Vi muốn gửi đến quý bạn mệnh Nhâm Tý sinh năm 1972. Xin mời Nhâm Tý sinh năm 1972 cùng lắng nghe và chiêm nghiệm vận mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 theo tháng sinh, để biết được chúng ta sinh tháng nào là may mắn và ngược lại. Tuy nhiên, vạn vật sinh ra đều có căn nguyên của nó. Chính vì thế, nếu quý bạn mệnh là người sinh vào ngày tháng không may mắn thì cũng đừng lo lắng nhé. Có câu, đức nhân thắng số. Về vận mệnh của Nhâm Tý, sinh tháng 1 âm lịch. Xem về vận mệnh của Nhâm Tý theo tháng sinh âm lịch, tháng giêng rơi vào tiết Tân Xuân. Tuổi Nhâm Tý mà sinh vào tháng giêng khi xuân sang thì có nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai. Tuy tiền vận gặp nhiều trắc trở, khó khăn nhưng ngày sau nhờ nỗ lực và tài năng của bản thân mà sẽ giành được nhiều thành công, tài lộc đủ đầy, sung túc, giàu sang. Tháng giêng cũng là thời điểm Tết đến xuân về, nên người này cũng được hưởng nhiều phúc khí, là người có quyền lực trong tay. Những vất vả của tiền vận sẽ biến mất vào trung vận, vận khí chuyển đổi, hóa hung thành cát, hậu vận an nhàn, hưởng phúc tuổi già. Tuy nhiên, người này không được hưởng nhiều phúc tổ tông, phải tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình, trải qua nhiều vất vả, khổ sở trên con đường lập nghiệp. Về vận mệnh của Nhâm Tý, sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, tuổi Nhâm Tý sinh vào tháng này có cá tính mạnh, tự lập, tự cường, dũng cảm, gan dạ, có quyền uy. Tuy nhiên, họ cần người dẫn dắt mình trên đường đời, nếu không sẽ giống như anh hùng không gặp thời, khó có thể phát huy hết năng lực. Cuộc đời họ trải qua nhiều điều xui rủi, gặp chuyện buồn phiền. Tuổi Nhâm Tý sinh tháng 2 âm lịch có một khuyết điểm chí mạng, đó là hành xử lỗ mãng. Hãy xem xét cẩn trọng trước khi làm, chỉ dựa vào dũng khí của mình để hành động lăng mạ, cố chấp, không chịu nghe lời khuyên can của mọi người. Cho nên mà cuộc đời họ luôn gặp phải nhiều điều không được như ý, chịu nhiều vất vả, gian nan, ước vọng không thành, lý tưởng phá thành bong bóng xà phòng. Về vận mệnh của Nhâm Tý, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, đất trời đổi màu tươi sáng. Người này tính tình phóng khoáng, tự do tự tại, có năng lực và khả năng thích nghi tốt, nên tới đâu cũng có thể dừng chân lập nghiệp. Họ là người độc lập, không thích bị người khác gò ép, quản lý sự nghiệp. Tuy có nhiều phong ba, bão táp, nhưng cuối cùng vẫn có thể thực hiện được ước mơ. Kinh tế ổn định, tiền bạc dư dôi, là người thông minh, đỉnh ngộ, phong thái tiêu diêu, hiểu sâu biết rộng. Họ sống thoải mái và biết tận hưởng cuộc sống, nên dựa vào tài trí của mình để đi theo những ngành thiên về nghiên cứu. Tuy trong cuộc đời không ít những đợt sóng ngầm, nhưng họ khá may mắn nên đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ, hóa hung thành cát, hậu vận cực tốt, gia đạo an yên, su ung túc giàu có, con cháu đầy đàn. Có thể nói về vận mệnh của quý sửu sinh tháng 3 âm lịch khá tốt, có số an nhàn, có phúc khí ngập tràn. Tuy trong đời không có thành công rực rỡ, nổi bật, nên nếu biết đủ thì sẽ cảm thấy cuộc sống rất tiêu dao, tự tại. Vận về mệnh quý Nhâm Tý, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết lập hạ, Nhâm Tý sinh vào tháng này tuy rằng có khát khao lập nghiệp, nhưng lại không gặp đúng thời, đúng thế, nên khó có được thành công. Cuộc đời trải qua nhiều vất vả, phải lăn lộn ngược xuôi, đi lại khắp chốn, gian lao đủ cả, nhưng tài lộc khó thành, bị người khác o ép, trói buộc, không có được tự do. Tuổi Nhâm Tý sinh tháng 4 âm lịch có số vất vả, không được nghỉ ngơi, mà phải làm việc luôn chân luôn tay, vận khí bình thường, hay phải chịu sự chỉ đạo, sai phái của người khác, không được tự do hành động hay làm theo ý mình mà luôn bị hạn chế. Đường tài lộc không có gì nổi bật, chỉ đủ ăn, đủ mặc, chứ không có nhiều khoản tiết kiệm để dành. Trong xã hội, không có địa vị cao, đa phần phải rời xa quê hương để lập nghiệp. Người này nên chú ý đầu tư vào con đường học hành, làm giàu tri thức của mình, hoặc học lấy một nghề nào đó thật thành thục thì sẽ có thể cải thiện số mệnh. Chỉ cần chăm chỉ cần cù thì tuy mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng vẫn có thể nhận định thắng thiên. Về vận mệnh của Nhâm Tý, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết mang trùng. Nhâm Tý sinh tháng này sức khỏe không được tốt, hay ốm đau, bệnh tật, cuộc sống khó khăn, làm chuyện gì cũng nhiều trở ngại ngáng đường, tinh thần mỏi mệt, nên chú ý tu dưỡng tâm tính, đừng nên hành động bốc đồng. Sinh vào tháng 5 âm lịch, về vận mệnh của Nhâm Tý không được tốt lắm, song được nhiều người quý mến bởi tính cách trung hậu, lương thiện, thành thực, chân tình. Họ thường phải xa quê hương để mưu sinh lập nghiệp, song tiền bạc kiếm được cũng không nhiều. Họ không nhờ cậy được nhiều vào gia đình, cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm, phải tự lực cánh sinh chứ không được ai giúp đỡ. Tuy nhiên phúc khí vẫn còn,
nên tuổi Nhâm Tý sinh tháng năm âm vẫn có thể an ổn sống hết cuộc đời. Hãy suy nghĩ lạc quan, tin rằng chỉ cần có mục tiêu thực tế, không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu, thì chắc chắn cuộc đời bạn sẽ có thêm rất nhiều ý nghĩa. Về vận mệnh của Nhâm Tý, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử. Nhâm Tý sinh tháng này dung mạo đẹp đẽ, tài năng xuất chúng, nhân cách cao sang, được nhiều người ngưỡng mộ, nửa đời hạnh phúc, nửa đời khổ sở. Thời vận chắc chắn sẽ tới, có quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp thành công như ý. Người này không được hưởng phúc hương hòa tổ tiên, cũng không được người thân giúp đỡ, nhưng bản thân họ là người thông minh, tài trí xuất sắc hơn người, nên có thể tự mình làm nên cơ nghiệp. Tiền vận trải qua nhiều vất vả, khó khăn chung, dần dần phát đạt hơn. Tới năm 60 tuổi thì cơ bản có thể hưởng phúc tuổi già, cuộc đời cắt nhiều hung ít, lại được quý nhân phù trợ, nâng đỡ, nên không phải chịu vận hạn gì quá lớn. Có điều trong đời người này, không có số nắm quyền, trí tuệ hơn người, có tài văn chương, học hành giỏi giang, phẩm chất tốt, tâm địa thiện lương, biết giữ chữ tín. Họ có nhiều bạn bè, cũng có phúc khí quý nhân, những năm tháng tuổi già được hưởng nhiều phúc lộc, tự do, tự tại. Về vận mệnh của Nhâm Tý, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết Lập Thu, Nhâm Tý sinh tháng này sự nghiệp thành công lẫy lừng, được hưởng nhiều phúc khí, gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, gia đình sung túc, hoàng lộ hanh thông, tiền vận được phúc tinh cao chiếu, tuổi già được hưởng lộc con hiền cháu thảo. Tuổi Nhâm Tý sinh tháng 7 âm lịch là người có tính độc lập, họ là người có khí chất bất phàm, thông minh, đỉnh ngộ, vừa được hưởng phúc lộc tổ tiên, lại vừa được gia đình nâng đỡ, ủng hộ rất nhiều. Cuộc đời của người này khá sung túc, đủ đầy, không phải trải qua sóng gió thăng trầm gì quá lớn, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng, số vượng tài, vượng lộc, tuổi già căng phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, vui vẻ cùng con cháu, phúc khí cực vượng. Về vận mệnh của Nhâm Tý, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết Bạch Lộ, tuổi Nhâm Tý sinh tháng này gặp nhiều khó khăn trong công việc, song lại được hưởng nhiều phúc lộc từ hương hỏa, tổ tiên để lại, chỉ cần có ý chí và cố gắng không ngừng, thì chắc chắn sẽ giành được thành công như ý. Họ là người tài nghệ tinh thông, có duyên ăn nói, biết tiến, biết lùi, ứng xử khéo léo, tương lai là người sự nghiệp thành công, đức cao vọng trọng. Tuổi Nhâm Tý sinh tháng 8 âm lịch có sức khỏe rất tốt, phúc khí vượng, cuộc đời ít phải trải qua hiểm nguy, cũng không có nạn kiện cáo, lao tù. Họ là người thông minh, lanh lợi, ứng biến linh hoạt, danh lợi đủ đầy, con cháu đầy đàn. Có thể nói về vận mệnh của người này khá tốt, tài lộc dồi dào. Tuy nhiên, họ có phần không tự thỏa mãn với bản thân, nên luôn cố gắng không ngừng để thể hiện giá trị của mình. Về vận mệnh của Nhâm Tý, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ, Nhâm Tý sinh tháng này tuy rằng xuất thân bần hàn, điểm xuất phát thấp hơn mọi người, nhưng lại có ý chí kiên cường, tất thành đại sự. Họ là người thông minh, mưu trí, có tài lãnh đạo, chuyện cơm ăn, áo mặc cả đời không cần phải lo lắng, thời vận an hòa, mọi sự như ý, cát tường, cuộc đời hạnh phúc lâu dài. Tuổi Nhâm Tý sinh tháng 9 âm lịch là người có ý chí ham học hỏi. Họ cần cù, chăm chỉ, học hành giỏi giang, trí tuệ hơn người, lại dũng cảm kiên cường trên con đường sự nghiệp. Có thể nói, họ giành được những điều mình mong đợi, vạn sự như ý, được quý nhân phù trợ và nâng đỡ rất nhiều. Họ là người nắm quyền lực trong tay, có những bước thăng tiến cao, không bị kẻ tiểu nhân chơi xấu. Họ có ý chí phấn đấu và luôn cố gắng không ngừng để gây dựng sự nghiệp, nhờ đó giành được nhiều thành công vang dội. Về vận mệnh của Nhâm Tý, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch và tiết Lập Đông, tuổi Nhâm Tý sinh tháng này có suy nghĩ độc lập, hành động thoải mái, tự nhiên. Họ trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, chịu nhiều vất vả, nhưng cuối cùng thì sự nghiệp vô cùng vượng phát, tài lộc dồi dào, con đường học vấn cũng rất hanh thông. Xem về vận mệnh của người này, tiền vận chịu nhiều vất vả, xuất thân cơ hàn, không được hưởng phúc lộc tổ tiên, họ phải tự thân vận động, không được nhờ cậy gì về gia đình, mà hoàn toàn tay trắng lập nghiệp. Tuy nhiên đến trung vận, vượng khí phát, sự nghiệp bắt đầu có những bước tiến triển tích cực, dần giành được nhiều thành tựu, có sự thăng tiến đáng kể, tư duy nhanh nhạy giúp họ khá nhiều trong công việc. Họ làm việc lý trí và quyết đoán, có khả năng làm việc độc lập tốt, cũng có khả năng sáng tạo cao. Về vận mệnh của Nhâm Tý, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Tuyết, tuổi Nhâm Tý sinh vào tháng này được hưởng lộc từ tổ nghiệp, song gặp nhiều tai họa trong đời, chịu khổ, chịu khó không ai bằng, thiếu thốn đủ bề,
mọi sự không thuận cũng không có nhiều chi âm, chi kỷ, có chuyện buồn, không nơi giải bày, công danh, sự nghiệp cũng chỉ bình thường, không có nhiều thành tựu, an ủi duy nhất là sức khỏe tốt, tuy nhiều chuyện xảy ra, nhưng cuộc đời được bình an, có thể nói, người này có số khá vất vả, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cũng không may mắn được quý nhân phù trợ, hiếm khi nhờ được ai giúp đỡ, cuộc sống gia đình kém thuận hòa, cần khéo léo giữ gìn hòa khí và hạnh phúc gia đình, con cái cần chú ý bảo ban nuôi dạy, cho con được hưởng tình yêu thương và sự quan tâm của mẹ cha. Tuy nhiên, người này vẫn có ý chí rất kiên cường, thất bại không làm họ nản lòng, mà ngược lại họ càng cố gắng hơn gấp bội lần. Ý chí là điều rất quan trọng, có thể khiến cho vận mệnh của cuộc đời thay đổi. Về vận mệnh của Nhâm Tý, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Hàn, Nhâm Tý sinh tháng này tài lộc khó tụ, công danh kém bề nổi trội, sự nghiệp gặp nhiều trắc trở, khó khăn. Tuy nhiên, hậu vận khá tốt, được an hưởng phúc tuổi già, con cháu đủ đầy, hiếu thuận, ngoan ngoãn. Tuổi Nhâm Tý sinh tháng 12 âm lịch tuy cuộc đời không mấy giàu sang, song học hành giỏi giang, tấn tới, ý chí kiên cường và vững vàng hơn nhiều người. Họ có tham vọng, hoài bão cao xa, có điều gặp nhiều thứ ngăn trở, nên khó lòng thành công. Chỉ cần có ý chí và quyết tâm, thì chắc chắn sau cơn mưa trời lại sáng, hậu vận phúc khí đủ đầy, được hưởng phúc lộc đất trời. Con cháu trong nhà yêu thương, hòa thuận, tuy kinh tế không mấy khá giả, nhưng phong cách con người tuyệt vời, không vì tiền bạc mà khiến cuộc sống trở nên tồi tệ, biết tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Kính thưa quý anh chị, sau đây là những câu nói từ Phật rất tâm đắc, phần nào đó giúp chúng ta tiêu trừ được nghiệp, chỉ tụng thần chú này nó có thể tiêu trừ nghiệp chướng, cứu độ người thân và người nhà đã khuất, khiến người thân và người thân trong gia đình đang gặp bất hạnh thoát khỏi đau khổ và hạnh phúc, đồng thời có thể nhanh chóng tích lũy phước lành và khai mở trí tuệ. Ngoài vai trò là kinh về nhân quả, kinh Địa Tạng còn là kinh về lòng hiếu thảo. Vì vậy, nếu bạn muốn cầu nguyện cho cha mẹ và che chở họ khỏi bệnh tật, tai họa thì tụng kinh Địa Tạng là lựa chọn tốt nhất, vì công đức của thần chú Địa Tạng Bồ Tát là vô lượng, và chỉ cần thành tâm cầu nguyện cho cha mẹ thì có thể tiêu trừ mọi đau khổ của cha mẹ. Niệm xong nhớ hồi hướng cho cha mẹ. Nếu mà bạn gặp bất cứ sự cố nào gây ra bởi các linh hồn, thì hãy nghĩ đến Địa Tạng Vương Bồ Tát và niệm danh hiệu Ngài nhiều lần. Địa Tạng Vương Bồ Tát thường được cầu nguyện bởi những người nghèo, bệnh tật, chán nản và những người hay gặp rắc rối với những cơn ác mộng hay các hồn ma vất vưởng. Phật tử nếu siêng năng trì tụng kinh, Địa Tạng Vương Bồ Tát bổn nguyện sẽ nhận được công đức vô lực cho bản thân, hồi hướng cho các linh hồn dưới địa ngục, vong linh vất vưởng nhanh chóng đầu thai chuyển kiếp. Bà mẹ nào khi biết mình mang thai thường đọc chú tụng kinh Địa Tạng sẽ hóa giải ân oán kiếp trước, hồi hướng công đức cho đứa trẻ sắp ra đời. Chỉ chú tụng kinh Địa Tạng sám hối lỗi lầm phá thai, giúp sám hối tội lỗi và cố gắng hồi hướng, hóa giải oán thù của linh hồn nhỏ bé bị tước đoạt không thể ra đời. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung tử vi 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu có chỗ nào không phải mong quý anh chị thông cảm, hoan hỷ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý anh chị Nhâm Tý sinh năm 1972 thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người, cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng. Biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Vậy nên, những thông tin trong video này chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp quý anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý anh chị Nhâm Tý sinh năm 1972 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.